Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Toàn cảnh quốc tế trên kênh YouTube báo giao so thông. Chương trình cập nhật những tin tức mới và hấp dẫn về tình hình thế giới trong 24 giờ qua. Sau đây là phần nội dung chi tiết. Cập nhật tình hình chiến sự Nga Ukraina. Tuyên bố nóng của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đơn vị thuộc nhóm tác chiến phía Bắc của Nga tiếp tục tấn công theo hướng Kursk, đồng thời tấn công lực lượng dự bị của Ukraina. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga đã tấn công lực lượng dự bị của 7 lữ đoàn thuộc lực lượng vũ trang Ukraina ở 11 khu định cư tại vùng Sumy của Ukraina nơi giáp biên giới Nga trong vòng 24 giờ. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các nỗ lực của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm đột kích qua biên giới và tỉnh Kursk của Nga tiếp tục bị đẩy lùi. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, với sự hỗ trợ của không quân và hỏa lực pháo binh, sáu nỗ lực của đối phương nhằm đột phá qua biên giới Nga theo hướng các khu định cư Novipud, Veseloe và Medvezie đã bị đẩy lùi. Đối phương tổn thất tới 60 người, bao gồm những người thiệt mạng và bị thương, ba xe tăng, một xe bọc thép chở quân và 5 xe chiến đấu bọc thép. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục đầu hàng Nga tại khu vực Kursk. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc đã đẩy lùi hai cuộc phản công của đối phương theo hướng các khu định cư Leubimovka và Malaya Lokina. Hai nỗ lực tấn công theo hướng các khu đình cư Vitorovka, Ologovka và Kremianoye đã bị ngăn chặn. Kết quả là lực lượng vũ trang Ukraine mất tới 25 người thiệt mạng và bị thương, một xe bọc thép chở quân và hai xe chiến đấu bọc thép đã bị phá hủy. Năm quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine đã đầu hàng. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự Chính trị Lực lượng Vũ trang Nga, Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm Akhmat, Thiếu tướng Ati Alaudinov cho biết trong 24 giờ qua, các chiến binh của biệt đội Kastan thuộc lực lượng đặc nhiệm Akhmat đã chiếm được hai cứ điểm, hạ gục đối phương và bắt giữ tù binh. Trong một diễn biến nóng đáng chú ý, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky lại bắt đầu rút các đơn vị từ các hướng khác để chuyển đến Kursk, bất chấp tổn thất nặng nề của lực lượng vũ trang Ukraine Kênh TG Resident của Ukraine dẫn nguồn bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đưa tin Tổng thống Volodymyr Zelensky cần có một bức tranh đẹp trước khi tới Mỹ. Theo nguồn tin, tướng Zelensky bắt đầu rút các đơn vị khỏi hướng Kharkov và chuyển quân đến vùng Sumy để thành lập lực lượng dự bị, sau đó sẽ tiến vào hướng Kursk. Điều này cho thấy lực lượng vũ trang Ukraine thực tế không còn quân sự bị chờ, đặc biệt là vì lực lượng bổ sung cũng được yêu cầu theo hướng Pokrovsk, nơi tình hình cũng rất khó khăn. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky không muốn từ bỏ hướng đi Kursk, bất chấp tổn thất nặng nề. Giờ đây, ông không chỉ yêu cầu đẩy lùi cuộc phản công của quân Nga và giành lại các vị trí đã mất, mà còn phải tiếp tục cuộc tấn công để giành quyền kiểm soát càng nhiều lãnh thổ càng tốt. Theo các nguồn tin của Ukraine, hiện tại tất cả lực lượng dự bị mới sẽ đến Libumoka, nơi lực lượng Ukraine bị tổn thất rất nặng nề. Tuy nhiên, họ không muốn rời khỏi khu định cư này trong bất kỳ trường hợp nào. Đây là khu định cư quan trọng, Việc chiếm được khu định cư này sẽ cho phép quân đội Nga thực sự cắt đứt nhóm phía Bắc của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk. Tổng thống Ukraine Zelensky vừa cho hay hàng chục UAV Nga đã tấn công các khu vực của Ukraine trong đêm. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo hai tỉnh của Nga đã bị UAV Ukraine tập kích. Giới chức Ukraine cho biết nhiều UAV của đối phương được phóng tới nhiều khu vực của Ukraine, bao gồm thủ đô Kiev. Lực lượng phòng không Ukraine thông báo họ đã bắn hạ được 72 UAV Shahed. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo ít nhất hai tỉnh của Nga đã bị UAV Ukraine tấn công trong đêm. Thông qua mạng xã hội Telegram, bộ này cho biết, lực lượng phòng không Nga trực chiến đã phá hủy được 10 UAV đối phương trên bầu trời tỉnh Kursk và 9 chiếc khác trên bầu trời tỉnh Belgorod. Các cuộc tập kích UAV và ban đêm nói trên diễn ra sau các cuộc gặp gỡ và trao đổi giữa Tổng thống Mỹ Biden và Thủ tướng Anh Stammer tại thủ đô Washington. Trong đó, hai bên thảo luận khả năng dỡ bỏ các hạn chế nhằm cho phép Ukraine sử dụng một số vũ khí tầm xa của phương Tây để tập kích sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Các quyết định được đưa ra trong cuộc họp trên đã không được công bố sau đó. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 14 tháng 9 tuyên bố rằng mục tiêu của Mỹ là bảo đảm người Ukraine có thể kháng cự lại hoạt động quân sự của Nga một cách hiệu quả. Quân đội nga ngày 15 tháng 9 tuyên bố các lực lượng nước này đã phát hiện và phá hủy một hệ thống phòng không tầm ngắn RBS-70 của Ukraine. Đây là hệ thống phòng không tầm ngắn do Thụy Điển sản xuất. Hệ thống này đã bị phát hiện tại một vị trí của Ukraine gần làng Alexandrovon nằm ở phía bắc thị trấn Ocheretino thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Phía Nga cho biết sau khi phát hiện thấy RBS-70 đang được che giấu dưới một tấm lưới, máy bay không người lái cảm tử của nước này đã lao vào tấn công. Vụ tấn công đã phá hủy hoàn toàn hệ thống RBS-70, gây ra một đám cháy nhỏ bùng phát trên chiến hào của Ukraine. Tờ Times trích dẫn một nguồn tin quân sự Anh cho biết, Tác chiến điện tử EVK được quân đội Nga sử dụng đã khiến những nỗ lực của Kiev trong việc sử dụng GPS để dẫn đường cho tên lửa trở nên vô ích. Nguồn tin cho biết chiến tranh điện tử của Nga đã khiến GPS trở nên vô dụng, họ đang làm yếu nó. Theo truyền thông đưa tin, yếu tố này đặc biệt ngăn cản Kiev sử dụng tên lửa Storm Shadow của Anh mà không có sự hỗ trợ từ Mỹ. Trước đó, tờ Telegraph đưa tin rằng việc Mỹ cho phép Kiev sử dụng Storm Shadow của Anh để tấn công Liên bang Nga là cần thiết, vì lý do tên lửa này được sử dụng song song với các hệ thống của Mỹ. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo rằng việc dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí phương Tây của Ukraine sẽ dẫn đến sự can dự trực tiếp của Mỹ và đồng minh vào xung đột với Nga và Nga sẽ đáp trả một cách phù hợp. Ông Putin cho rằng chỉ các quân nhân NATO mới có thể nhập các nhiệm vụ bay với các hệ thống tên lửa này. Điều này chỉ có thể thực hiện được bằng cách sử dụng thông tin tình báo từ các vệ tinh mà Ukraine không có. Ông cho biết rằng chính các nước NATO đang có tham gia trực tiếp vào xung đột hay không, và nếu họ tham gia thì sẽ thay đổi bản chất cuộc chiến. Tờ báo Times đưa tin, Năm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh cũng như cựu Thủ tướng Boris Johnson đã kêu gọi Thủ tướng đương nhiệm Keir Starmer cho phép Kiev sử dụng tên lửa Storm Shadow của Anh để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, ngay cả khi điều này có nghĩa là bỏ qua sự cho phép thích hợp từ Mỹ. Mới đây, nhà phân tích CIA Larry Johnson trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Dialogue cho biết, Ukraine đang thua trong cuộc giao tranh và các đồng minh phương Tây của nước này không thể lật ngược tình thế. Ông lưu ý, phương Tây không thể đưa ra bất cứ điều gì có thể thay đổi cục diện cuộc chiến. Thực tế là Ukraine đã thua. Theo nhà phân tích, tốc độ tấn công của Nga đơn giản là không thể tin được. Họ có thể giải phóng 2-3 khu vực đông dân cư trở lên mỗi ngày. Đồng thời, ông Johnson lưu ý rằng lực lượng vũ trang Nga cũng đang tiến hành thành công một chiến dịch ở khu vực Kursk, phá hủy lực lượng dự bị của lực lượng vũ trang Ukraine. Ông Kirill Budanov, giám đốc tình báo quân đội Ukraine GUR, đã lên tiếng cáo buộc việc Nga gia tăng sản xuất bom dẫn đường, cũng như việc cung cấp đạn pháo từ Triều Tiên đang gây ra những vấn đề lớn cho lực lượng Ukraine trên chiến trường. Ông Budanov cáo buộc viện trợ quân sự từ Triều Tiên cho Nga là mối quan tâm lớn nhất so với sự hỗ trợ từ các đồng minh khác của Moscow. Triều Tiên cung cấp một lượng lớn đạn pháo, điều này rất quan trọng đối với Nga, đồng thời cho rằng có sự gia tăng cường độ xung đột trên chiến trường sau những chuyến hàng này. Ukraine và Mỹ cùng với các quốc gia khác và các nhà phân tích độc lập cáo buộc lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đang giúp Nga trong cuộc chiến chống Ukraine bằng cách cung cấp tên lửa và đạn dược để đổi lấy sự hỗ trợ kinh tế và quân sự khác từ Moscow. Tại hội nghị chiến lược Yalta do quỹ Viktor Pinchuk tổ chức ở Kiev, ông Budanov cho biết sự gia tăng sản xuất bom dẫn đường của Nga cũng đã tạo ra một vấn đề lớn đối với mặt trận. Ông Budanov cũng cho biết kế hoạch nội bộ của Nga cho thấy Moscow sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt tuyển mộ vào giữa năm tới. Trong giai đoạn mùa hè năm 2025, họ sẽ phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan, hoặc là công bố động viên quân sự hoặc là giảm cường độ chiến sự. Điều này có thể cuối cùng là một yếu tố quyết định đối với họ. Cựu Tổng thống Nga Medvedev, đương kim phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga vừa lên tiếng cảnh báo sẽ biến Kiev thành điểm bị nung chảy khổng lồ nếu phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của họ để tập kích sâu vào lãnh thổ Nga. Lời cảnh báo sắc lệnh của ông Medvedev được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Anh cân nhắc trao cho Kiev quyền được sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tập kích các mục tiêu chiến lược nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Ông Medvedev thường hay đưa ra những lời cảnh báo về chiến tranh hạt nhân. Ông cho biết Điền Kremlin có cơ sở chính thức để sử dụng vũ khí hạt nhân sau khi Ukraine đột kích xuyên biên giới và tỉnh Kursk của Nga. Tuy nhiên, ông tiết lộ thêm rằng thay vì dùng đòn hạt nhân, Moscow có thể sử dụng công nghệ mới hơn để tạo ra một điểm nung chảy khổng lồ tại thủ đô Kiev của Ukraine. Trên mạng xã hội Telegram, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev viết, Moscow đã kiên nhẫn, nhưng khối Anglo-Saxon, Mỹ và Anh không muốn thừa nhận một điều là bất cứ sự kiên nhẫn cũng có giới hạn của nó. Đồng thời, cựu Tổng thống Nga Medvedev phát biểu rằng không ai mong chờ xung đột bằng vũ khí hạt nhân. Và rõ ràng là đáp trả bằng đòn hạt nhân là quyết định cực kỳ khó khăn với hậu quả không thể đảo ngược được. Cập nhật diễn biến nóng liên quan cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, một vụ nổ súng đã diễn ra vào chiều ngày 15 tháng 9 theo giờ địa phương, gần nơi ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đang chơi gôn tại khu vực West Palm Beach ở bang Florida. Vụ nổ súng này diễn ra gần 2 tháng sau khi ông Trump bị ám sát hụt khi đang vận động tranh cử ngoài trời ở bang Pennsylvania. Kẻ tình nghi đã bị bắt giữ và ông Trump đã gửi thông điệp đến những người ủng hộ. Trên trang web gây quỹ của mình, ông Donald Trump viết, Đừng sợ, tôi an toàn, khỏe mạnh và không ai bị thương. Tạ ơn Chúa, nhưng có những người trên thế giới này sẽ làm bất cứ điều gì để ngăn cản chúng ta. Tôi sẽ không ngừng chiến đấu vì các bạn. Tôi sẽ không bao giờ đầu hàng ông trump nhấn mạnh tôi sẽ luôn yêu mến các bạn vì đã ủng hộ tôi thông qua sự đoàn kết của chúng ta chúng ta sẽ làm cho nước mỹ vĩ đại trở lại trong thư điện tử gửi các nhà tài trợ chiến dịch tranh cử ông trump cũng khẳng định ông sẽ không bao giờ đầu hàng quyết tâm của tôi càng mạnh mẽ hơn sau một nỗ lực khác nhằm đe dọa mạng sống của tôi tôi sẽ không bao giờ chậm lại tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc tôi sẽ không bao giờ đầu hàng ngay sau khi nhận được tin tức phó tổng thống mỹ kamala harris ứng viên tổng thống đảng dân chủ đã lên án vụ tấn công bà harris bình luận nước mỹ không có chỗ cho bạo lực tôi đã nắm được thông tin về vụ nổ súng gần cựu tổng thống trump ở florida tôi rất vui mừng vì ông ấy vẫn an toàn tổng thống joe biden cùng ngày đã có thông điệp về vụ việc trên theo tổng thống biden ông đã được đội ngũ của mình báo cáo về vụ việc Tổng thống Biden cũng gửi lời khen ngợi cơ quan mật vụ Mỹ cũng như các đối tác khác đã cảnh giác và nỗ lực bảo vệ sự an toàn của cựu tổng thống Trump. Tổng thống Biden cho biết ông thấy yên tâm khi ông Trump vẫn an toàn. Tổng thống lên án bạo lực chính trị và các loại hình bạo lực khác tại Mỹ. Đồng thời cho biết ông đã chỉ đạo đội ngũ của mình cung cấp cho cơ quan mật vụ mọi nguồn lực, năng lực và biện pháp bảo vệ cần thiết để đảm bảo cựu tổng thống Trump tiếp tục được an toàn. Các lực lượng chức năng đã xác định danh tính kẻ tình nghi trong vụ nổ súng được cho là âm mưu ám sát ông Trump lần thứ hai trong vòng 2 tháng là Ryan Wesley Root, hơn 50 tuổi. Một lãnh đạo cảnh sát địa phương cho hay một nhân viên mật vụ đã phát hiện nòng súng chĩa ra từ một hàng rào ở sân golf quốc tế Trump, cách nơi ông Trump đứng khoảng 300-500 đến mét. Cảnh sát sau đó đã nổ súng và bắt giữ nghi phạm. Theo truyền thông Mỹ và người dùng Internet đã phân tích tài khoản mạng xã hội của ông này, trước khi chúng bị xóa, một người đàn ông có tên đó dường như là người ủng hộ nhiệt thành ukraine trong cuộc xung đột với moscow theo john miller chuyên gia phân tích tình báo và thực thi pháp luật hàng đầu của cnn hồ sơ truyền thông xã hội của nghi phạm ruth tràn ngập các bài đăng nêu bật sự liên quan tự nguyện của anh ta trong cuộc xung đột ở ukraine và các nỗ lực tuyển mộ binh lính để chiến đấu chống lại nga theo tờ New York Post, nghi phạm cũng thường xuyên chỉ trích các chính trị gia, bao gồm cả ông Trump và Tổng thống đương nhiệm Joe Biden. Nữ dân biểu Đảng Cộng Hòa Marjorie Taylor Greene tuyên bố rằng nếu danh tính của nghi phạm được xác nhận, rõ ràng là hắn đã bị ám ảnh bởi cuộc chiến tranh Ukraine do Mỹ tài trợ. Tuyên bố với hãng tin AFP, quan chức cấp cao Hamas Osama Hamdan khẳng định lực lượng này có nguồn lực dồi dào để tiếp tục cuộc chiến chống lại quân đội Israel ở giải Gaza còn trước Hamas nhấn mạnh dù bị tổn thất về nhân lực song bù lại Hamas tích lũy được nhiều kinh nghiệm và tuyển mộ thêm được các thế hệ kế cận để tiếp tục cuộc kháng chiến liên quan đến tiến trình đàm phán tìm kiếm một lệnh ngừng bắn mới ông Osama Hamdan cáo bộ chính quyền Mỹ đã không gây sức ép đủ mạnh để khiến Israel phải nhượng bộ và tiến tới thỏa thuận về tương lai giải Gaza hậu chiến sự còn trước Hamas nêu rõ việc quản trị vùng đất này phải do người Palestine đảm trách Tuyên bố của quan chức Hamas được đưa ra trong bối cảnh giới chức quân đội Israel mới đây khẳng định chiến dịch tấn công tổng lực hơn 11 tháng qua của Israel và giải Gaza đã khiến Hamas suy kiệt, không còn là một tổ chức quân sự và buộc phải chuyển sang chiến tranh du kích. Ngày 15 tháng 9, thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng lực lượng Houthi ở Yemen lẽ ra phải biết rằng Israel sẽ khiến họ trả giá đắt sau cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel. Theo hãng tin Reuters, ông Netanyahu đưa ra tuyên bố trên tại cuộc họp hàng tuần của nội các Israel. Ông cảnh báo, những ai cần nhắc nhở thì hãy đến thăm cảng Hodeida. Israel đã tấn công vào cảng Hodeida do Houthi kiểm soát vào ngày 20 tháng 7, sau khi một thiết bị bay không người lái do nhóm này phóng đã tấn công Tel Aviv, khiến một người thiệt mạng và bốn người bị thương. Ông Netanyahu tuyên bố, người nào tấn công chúng tôi sẽ không thoát khỏi tầm với của chúng tôi, Hamas đang trải qua điều này. Ngoài ra, ông Netanyahu cũng cho biết tình hình hiện tại ở miền Bắc Israel sẽ không tiếp diễn nữa và ông quyết tâm làm mọi cách có thể để đưa những người sơ tán ở miền Bắc trở về nhà. Liên quan vụ tấn công của Houthi, quân đội Israel thông báo rằng họ đã thực hiện nhiều nỗ lực đánh chặn một tên lửa đạn đạo do Houthi phóng vào miền Trung Israel vào sáng 15 tháng 9, mặc dù kết quả của các nỗ lực này vẫn đang được làm rõ. Quân đội Israel tuyên bố rằng theo điều tra ban đầu, tên lửa của Houthi đã bị vỡ ra trên không. Tên lửa này được phóng vào khoảng 6 giờ 21 phút sáng và có báo động đã vang lên khắp miền trung Israel lúc 6 giờ 32 phút sáng. Theo khu thi, tên lửa này đã đạt tốc độ siêu vượt âm và tới Israel trong vòng 11 phút. Quân đội Israel đã cố gắng bắn hạ tên lửa trên bằng cả hệ thống phòng thủ Arrow tầm xa và hệ thống vòng sắt vốn thường được sử dụng để đối phó với các cuộc tấn công tầm ngắn. Mảnh vỡ từ tên lửa và các thiết bị đánh chặn đã rơi xuống các khu vực trống tại rừng. Benjamin gần Kaf Daniel, cũng như tại một ga tàu gần Modin. Trong khi đó, ông Nasruddin Amr tại văn phòng truyền thông của Houthi viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng tên lửa đã bay tới Israel sau khi Israel dùng 20 tên lửa đánh chặn nhưng thất bại, đồng thời mô tả cuộc tấn công này là bước khởi đầu. Trước đó, trong một bài phát biểu ngắn trên truyền hình, phát ngôn viên quân sự của Houthi, ông Jajasari tuyên bố lực lượng này đã thực hiện vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào miền trung Israel sáng 15 tháng 9. Cụ thể, ông Sari cho biết Houthi đã phóng tên lửa siêu vượt âm vào một mục tiêu quân sự trong khu vực Tel Aviv, tuyên bố rằng tên lửa này đã tránh được các hệ thống phòng không của Mỹ và Israel, gây sợ hãi và hoảng loạn ở Israel. Ông này tuyên bố vụ tấn công đã buộc hơn 2 triệu người Israel phải chạy vào nơi trú ẩn lần đầu tiên trong lịch sử. Vụ phóng tên lửa và các nỗ lực đánh chặn đã gây cảnh báo cho Tel Aviv và một phần lớn khu vực đô thị đông đúc. Ông Sari cũng cảnh báo rằng người dân Israel có thể sẽ phải hứng chịu nhiều cuộc tấn công và các chiến dịch mạnh mẽ hơn trong thời gian trước ngày 7 tháng 10, ngày cho một năm vụ Hamas tấn công Israel. Trong hội nghị thượng đỉnh tại Washington vào hôm 15 tháng 9, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận rằng hai nước đang thắt chặt hợp tác quân sự và thời điểm Iran đang trong quá trình làm giàu đủ urani để hoàn thành mục tiêu lâu dài là chế tạo bom hạt nhân. Các nguồn tin của anh cho biết Washington và London đang lo ngại về hoạt động trao đổi công nghệ hạt nhân của Iran, một phần trong liên minh ngày càng sâu sắc giữa Tehran và Moscow. Tuần trước trong chuyến thăm London để tham dự hội nghị thượng đỉnh với ngoại trưởng Anh David Lammy, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đã đưa ra cảnh báo tương tự. Sau cảnh báo này không được chú ý nhiều vì trọng tâm khi đó là cảnh báo từ Mỹ về việc Iran cung cấp tên lửa cho Moscow ông blinken cho biết về phần mình nga đang chia sẻ công nghệ mà iran tìm kiếm đây là một con đường hai chiều bao gồm cả các vấn đề hạt nhân cũng như một số thông tin về không gian anh pháp và đức cũng cảnh báo vào tuần trước rằng kho dự trữ urani làm giàu ở mức độ cao của iran đang tiếp tục tăng đáng kể mà không có bất kỳ lý do dân sự đáng tin cậy nào tuy nhiên không rõ tehran đã trang bị được những kiến thức kỹ thuật nào để chế tạo vũ khí hạt nhân ở giai đoạn này hoặc nước này có thể chế tạo vũ khí hạt nhân nhanh như thế nào xong họ cho rằng việc iran làm việc với các chuyên gia nga giàu kinh nghiệm hoặc học hỏi kiến thức từ nga sẽ giúp đẩy nhanh quá trình sản xuất về phần mình iran phủ nhận nước này đang chế tạo bom hạt nhân và phủ nhận chuyển tên lửa cho nga nga cũng bác bỏ cáo buộc của phương tây Chuyển sang tin tức quốc tế đáng chú ý khác, báo Bebinca vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 16 tháng 9, với sức gió lên tới 151 km h đã đổ bộ thành phố Thượng Hải của Trung Quốc và được ghi nhận là trận bão lốc mạnh nhất hơn 70 năm qua tại thành phố này kể từ cơn bão Gloria năm 1949. Để đối phó với bão Bebinca, Thượng Hải đã đình chỉ một số dịch vụ đường sắt, hủy hàng trăm chuyến bay ở hai sân bay của thành phố. Các khu nghỉ dưỡng ở Thượng Hải, bao gồm Disney Resort, công viên giải trí Tấn Giang và công viên động vật hoang dã Thượng Hải đã tạm thời đóng cửa và nhiều chuyến phà cũng dừng hoạt động. Thượng Hải hiếm khi chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các cơn bão mạnh thường đổ bộ về phía nam Trung Quốc. Báo Bebinca xảy ra không lâu sau khi siêu báo Jagi đổ bộ tỉnh Hải Nam của Trung Quốc hôm 6 tháng 9 gây thiệt hại cả về người và của. Một số khu vực của Cộng hòa Séc và Ba Lan đang phải hứng chịu những trận lũ lụt tồi tệ nhất trong lịch sử gần 3 thập kỷ qua. Hàng nghìn người đã phải sơ tán do lo ngại lũ lụt gia tăng sau những trận mưa lớn tiếp tục trút xuống khu vực Trung Âu trong ngày 15 tháng 9. Tại Cộng hòa Séc, cảnh sát cho biết 4 người bị nước cuốn trôi hiện vẫn mất tích. Trong khi đó, hơn 10.000 người đã phải sơ tán do lo ngại lũ lụt gia tăng và khoảng 250.000 ngôi nhà bị mất điện do gió mạnh và mưa lớn. Các nhà chức trách Séc đã ban bố cảnh báo lũ lụt cấp cao nhất tại gần 90 địa điểm trên khắp đất nước và ở hai khu vực Đông Bắc ghi nhận lượng mưa lớn nhất trong những ngày gần đây. Đặc biệt tại thành phố Opava, lực lượng cứu hộ đã phải sử dụng thuyền để sơ tán 10.000 người dân trong các khu phố bị ngập lụt đến nơi an toàn. Thị trưởng thành phố Opava cho biết tình hình còn tồi tệ hơn so với trận lũ lụt nghiêm trọng gần đây nhất vào năm 1997. Trong khi đó, Thủ tướng Serge Petviala nhấn mạnh các cơ quan chức năng cần tập trung vào việc cứu người và kịp thời sơ tán người dân ra khỏi vùng lũ. Bà Lan cũng đang phải đối mặt với lũ lụt nghiêm trọng. Một người đã tử vong, trong khi khoảng 1.600 người đã được sơ tán khỏi Klosko, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của trận lũ. Phát biểu trước báo giới sau cuộc họp tại thị trấn Klosko ngày 15 tháng 9, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết tình hình rất nghiêm trọng. Mực nước sông tại Klosko đã dâng lên 665cm trong sáng 15 tháng 9, cao hơn nhiều so với mức báo động là 240cm. Con số này đã vượt qua kỷ lục được ghi nhận trong trận lũ lớn vào năm 1997. Hiện nguồn cung cấp năng lượng và thông tin liên lạc đã bị gián đoạn ở một số khu vực bị ngập lụt. Các lực lượng cứu hộ đã được huy động. Trực thăng đã được điều động đến tỉnh Opolski để giải cứu những người dân mắc kẹt trên nóc nhà. Cùng ngày, thủ tướng Ba Lan tuyên bố chính phủ có kế hoạch ban bố tình trạng thiên tai do lũ lụt đang diễn ra ở các tỉnh phía tây nam ông Tusk đã giao cho Hội đồng Bộ trưởng soạn thảo một quy định, đồng thời cho biết thêm rằng tình trạng thiên tai sẽ được ban bố nếu chính quyền khu vực yêu cầu vì mục đích của việc này là nhằm giảm thiểu tác động của lũ lụt hoặc các sự cố xảy ra trong những tình huống phức tạp như hiện tại. Vừa rồi là những thông tin mới nhất về tình hình thế giới mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình Toàn cảnh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh youtube Báo Giao thông. Xin kính chào và hẹn gặp lại!